màn thay ra đổi thịt khiến ai cũng phải trầm trồ của Lê Bống. Năm 2021, Lê Bống từng bị cắt sóng ở chương trình Hòa Ca vì lý do hình ảnh của cô nàng quá tiêu cực trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên sau một thời gian ở ẩn, nàng hát gơn mạng tái xuất với vai trò MC. Hình tượng mới lạ của cô khiến nhiều người trầm trồ và dành nhiều lời khen ngợi. MC Trần Ngọc, người thầy của Lê Bống đã nhận xét về cô học trò này: "Bống, học trò của tôi, tên thật là Xuân Anh. Cô ấy thực sự rất chăm chỉ và có động lực làm việc đáng kinh ngạc. Rất hiếm khi tôi gặp ai cũng chăm chỉ và tích cực như cô ấy." Bên cạnh vai trò MC, Lê Bống cũng xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với vai diễn đầu tay trong bộ phim Nhà Mình Lạ Lắm. Trong phim, cô thủ vai Hà Giang, một cô gái nghèo chỉ mong muốn có một cuộc sống bình dị, nhưng bị đời đưa đẩy vào những tình huống éo le. Gần đây, nữ diễn viên này tiếp tục có mặt trong khung giờ vàng của phim truyền hình VTC. Cô bỏ túi vai nữ chính đầu tiên trong sự nghiệp với Lỡ Hẹn Với Ngày Xanh. Khi bộ phim vừa được công chiếu, hình ảnh Lê Bống rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy bản thân trên TV khiến nhiều người quan tâm. Lê Bống từng chia sẻ về nguyên nhân khiến cô quyết định trở thành một con người mới. Khi mình hỏi, em gái chia sẻ là giấu không dám cho mọi người biết chị gái mình là Lê Bống. Lúc đấy mình mới tự nhìn nhận lại. Em gái bảo, khi bạn bè trong lớp nói sẽ ngồi im lặng, nghe xem các bạn bàn gì về chị gái. Do vậy, mình muốn thay đổi để khi em mình kể về chị gái phải thấy vui, tự hào.